Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 4, phiên tòa xét xử cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần xét hỏi. Mở đầu phiên xử sơ thẩm ngày làm việc thứ hai, luật sư của bị cáo Đỗ Hữu Ca đã xin phép chủ tọa phiên tòa cho phép được quay lại phần xét hỏi đối với thân chủ của mình, bởi đây là nguyện vọng của thân chủ. Chủ tọa đã chấp thuận đề nghị này. Luật sư Bùi Phương Lan đặt câu hỏi với ông Đỗ Hữu Ca về nhận thức của bị cáo với hành vi nhận 35 tỷ từ vợ chồng Trương Xuân Đức có thay đổi gì so với khai báo tại phiên tòa hôm 10 tháng 4. Đứng trước bục khai báo, ông Ca giọng run run nói xin nhận tội đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố. Ông Đỗ Hữu Ca giải bày, đêm qua tôi về suy nghĩ rất nhiều, bị cáo thấy nhận thức của mình chưa rõ, chưa tương xứng với hành vi của mình. Tôi nghỉ hưu đã lâu, suy nghĩ pháp luật lỗi thời, tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn. Hôm qua tôi khai trước tòa, tôi với Ngọc Anh không đồng quan điểm, không hiểu ý nhau nhưng vô hình chung, tôi đã tiếp nhận ý của bị cáo Ngọc Anh nhưng tôi không cầm tiền chạy án. Theo giải thích, phân tích trước tòa tôi nhận thức hành vi của tôi đúng như cáo trạng, kết luận điều tra đã nêu. Ông Đỗ Hữu Ca xin cảm ơn hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát đã giải thích về hành vi sai phạm của mình và xin nhận tội như cáo trạng đã nêu. Cựu giám đốc công an Hải Phòng cho biết bản thân hết sức ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin được hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội. Trước đó, tại phiên thẩm vấn, cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca phủ nhận cáo buộc hứa hẹn chạy án. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã công bố cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan với nhiều tội danh khác nhau. Theo cáo buộc, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Hàng không Travet, là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức, sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Về số tiền nộp khắc phục hậu quả, đến nay các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, trong đó Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Cáo buộc cho rằng các bị can trên trong quá trình điều tra truy tố đã chủ động khắc phục, tác động để gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B khoảng 1, Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, bị can Trịnh Văn Quyết và hai người em được hưởng tình tiết giảm nhẹ, gia đình có công với cách mạng, bị can Trịnh Văn Quyết tham gia hoạt động thiện nguyện nên được xem xét hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thiện Phú, Lê Hải Trà, cựu Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố, Lê Thị Thiết Hằng, cựu Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, nguyên Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong phát hiện tội phạm và trong quá trình giải quyết vụ án nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm T khoảng 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Ông Lê Hải Trà có bố đẻ là liệt sĩ nên cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm X khoảng 1 điều 51 Bộ luật Hình sự. Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV, kê biên của bị can Trịnh Văn Quyết, 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội. Trong đó, một thửa có diện tích 799,6m², hai thửa còn lại đều có diện tích 199,9m². Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế, cơ quan điều tra đã kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm 158,3m² nhà đất tại khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội, 3 thửa đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội, trong đó 2 thửa có diện tích 200m², một thửa có diện tích 125,3m². Bị can Trịnh Thị Thúy Nga bị kê biên 2 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Hà Nội, trong đó một thửa có diện tích 193,1m², một thửa có diện tích 165m². Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát ngăn chặn giao dịch khóa chiều ghi nợ. Đối với tài khoản đứng tên, các cá nhân gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như là công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa tài sản bảo đảm không đủ pháp lý, không đăng ký giao dịch bảo đảm, rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn, rút tiền SCB. Khi SCB giải ngân tiền theo phương án khống, bị cáo Lan chỉ đạo cấp dưới lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền bằng thủ đoạn lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ tiền lãi, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Với thiệt hại trên, Viện Kiểm sát đề nghị Trương Mỹ Lan tử hình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, gian dối, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước, nhân dân và SCB. Hơn nữa, Trương Mỹ Lan có 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị mức án trên. Khi bào chữa, luật sư cho rằng Trương Mỹ Lan không phạm tội tham ô tài sản vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại SCB. Đại diện Viện Kiểm sát nói, chủ thể tội này là người nào có chức vụ quyền hạn chứ không phải có chức vụ và quyền hạn, trong khi Trương Mỹ Lan nắm quyền cao nhất SCB điều hành các bị cáo có chức vụ khác. Ngoài ra, theo luật sư, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan trong suốt 10 năm là tương tự, cùng phương thức phạm tội nhưng cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, truy tố Lan 2 tội danh là làm nặng tình trạng của bị cáo. Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong suốt 10 năm được chia thành 2 giai đoạn. Tức hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, xử lý theo điều khoản tương ứng là điều 179, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn hành vi của Lan và đồng phạm xảy ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới, tương ứng với tội tham ô tài sản. Về tội đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, luật sư cho rằng ngoài lời khai nhận tội của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 và lời khai của người đưa tiền là cựu tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn thì không có chứng cứ nào thể hiện Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn đưa tiền cho bị cáo Nhàn nên không có cơ sở buộc tội bị cáo Lan đưa hối lộ. Xin tòa giảm án cho Trương Mỹ Lan còn có chồng, cháu gái của bị cáo. Cụ thể, khi nói lời sau cùng, chồng của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt là từ 10 năm đến 11 năm tù, đã xin xem xét mức hình phạt. Bị cáo Cơ nói rằng, dù hết sức bình tĩnh, nhưng vẫn chưa thể tin hậu quả mà gia đình ông đang gánh chịu. Ông Cơ nói, dù không biết tiếng Việt nhưng cảm giác vợ ông phải chịu trách nhiệm cả những thiệt hại nhỏ nhất của SCB. Cảm giác xót xa với người vợ khiến ông Cơ khó tha thứ cho bản thân mình. Ông Cơ mong hội đồng xét xử cứu xét cho vợ, cháu Trương Huệ Vân để bà Lan không bị tử hình. Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan đã bật khóc và xin hội đồng xét xử xem xét mức án khoan hồng để Trương Mỹ Lan có thể thoát án tử. Bị cáo Vân nói, kính xin hội đồng xét xử cho cô bị cáo có cơ hội giải thoát khỏi cái chết trực chờ, dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án. Chỉ có cô bị cáo mới có thể làm. Nỗi sợ hãi và khổ đau còn có niềm tin và hạnh phúc. Bị cáo kính xin hội đồng xét xử cho cơ hội. Mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang và Gia Lai. Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy,
nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ trên cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 38 ngày 18 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. Ngày 8 tháng 3, các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa bị Bộ Công an tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Hà Hoàng Việt Phương cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.